Uh, hello everybody, chúng ta vừa trải qua một tuần rất là bận rộn với nhiều Earning và nhất là FOMC trong tuần vừa rồi uh, Anh chị hãy xem hết video ngày hôm nay để em phân tích thị trường và mình chuẩn bị gì cho tuần tiếp theo uh, Và trước khi em phân tích các chỉ số Index và Individual Stock, em sẽ review một chút xíu về cái FOMC trong tuần vừa rồi Và giống như dự đoán của tất cả mọi người trong thị trường chứng khoán 90% là Fed sẽ tăng 25 Basic Point hay là 0.25% trong lần Meeting lần này và Fed đã tăng đúng như mọi người dự đoán. Nhưng cái câu hỏi quan trọng nhất trong cái lần meeting lần này á. Không phải là Fed tăng bao nhiêu phần trăm. Mà là Fed có pivot hay không. À, vậy pivot có nghĩa là gì? Pivot có nghĩa là Fed sẽ pause interest rate. Và lần này là lần cuối cùng Fed tăng interest rate. Và sẽ không tăng nữa cho lần tiếp theo. Và từ từ Fed sẽ giảm interest rate xuống. Để cái thị trường có thể tăng lên tiếp. À, nhưng đời không như là mơ. À, ông Fed á, the way ông talking. Á, có nghĩa là 50-50. Ông không có chắc á, lần này là lần... Uh, tăng interest rate cuối cùng và maybe lần sau ông có thể tăng một lần nữa nên cái thị trường nó react rất là bad khi mà ông finish cái meeting uh, vậy anh chị hãy xem hết cái video ngày hôm nay để em phân tích uh, vào các chỉ số dựa vào technical cái chỉ số đầu tiên em phân tích vẫn là cái chỉ số spy nha uh, cái chỉ số spy hôm thứ tư á, khi mà fed chuẩn bị thoát á, là nó chung nó đứng ở vòng vòng 412 413 ok right here nhưng mà khi mà ông Jay Powell ông speak xong á, ông finish cái conference call á là chỉ số spy này từ 413 đồng nó rớt all the way xuống còn có 408 đồng thôi và cái ngày thứ năm á cái ngày tiếp theo á ngày the following day á cái mọi thằng nó nó gáp tiếp luôn nó xuống còn có 404 điểm thôi ok và nó quay lại cái mốc support anh chị thấy không nhìn cái đây là time frame cái bên phải á, là 15 phút time frame bên trái á, là cái đây là time frame nó quay lại và nó hold được nha lucky là mình hold được cái 404 nó mà gãy 404 là nó quay lại 400 luôn ok nhưng mà mình mình hold được và hôm thứ năm á nó hold được 404 và ngày tiếp theo nó lại gáp quay ngược lại 412 12 điểm có nghĩa là như thế nào market này á em nghĩ nó đã pricing cái 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 25 basic point của ông Fed cái mà market lên xuống bây giờ là chỉ vào cái pause cái pivot cái câu nói pivot của em thôi à, và cái signal cuối cùng trong cái meeting à, vừa rồi mà ông Jay Powell ông đưa cho chúng ta đó là 50 50 có nghĩa là khi chưa chắc khi có pause cái interest rate này hay không nên cái thị trường này cũng react 50 50 nhưng mà chúng ta không biết được nếu khi nó có một cái meeting đột xuất hay là nó, nó làm một cái news gì như thế nào ok ok giờ tao quyết định tao pause giờ tao quyết định tao không pause nên anh chị không có quấn trước được cái market và trước khi trước khi có news nào xảy ra đó em nghĩ cái chỉ số spy này nó sẽ đi ngang nó sẽ đi 50 50 có nghĩa là sao anh chị thấy không khi mà meeting vừa xong á nó drop từ 412 nó rớt xuống lại 404 nhưng và một hai ngày sau nó vẫn quay lại cho cũ 412 thấy không nghĩa là cái, cái chỉ số này nó đã pricing rồi nó tính hết rồi ok và nếu mà không có nuôi á, em nghĩ con Spy này á, nó sẽ không break qua được 420 Ok, nó sẽ không qua được cái cái resistance 420 đâu Con này sẽ không 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 thể nào mà break qua được nếu không có nuôi Và nó cũng sẽ không thể nào break xuống được khoảng chừng 400 hoặc là 405 đâu Ok, khó lắm Con Spy này trong 1-2 tuần tiếp theo á, nếu mà không có nuôi nha Nó sẽ đi vòng cả 415 và nó quay ngược lại có 405, 410 vòng vòng ở đó. Ok. Anh chị bây giờ quấn con spy này á, cứ đợi nó lên 416, 417 short nó xuống và khi mà nó quay lại 405 á thì quấn ngược nó lên. Cái đó là cái cách em đánh con spy trong uh, 1 2 tuần tiếp theo. Ok. Nếu không có news. Ok anh chị, quấn cẩn thận. Con stock tiếp theo em cover vẫn là Tesla. Tesla này nha, hôm bữa earning ra nó bị gap down. Nó gap từ 182 đồng, nó gap xuống còn có 152 đồng thôi nhưng mà một hai tuần vừa rồi á, có rất là nhiều tech company earning và đa số là earning good không à nên cái thị trường trong một hai tuần vừa rồi rất là mạnh nên nó kéo con Tesla đi theo con Tesla này nó cover lại được nha nó từ 153 đồng nó cover quay ngược lại 170 đồng và hôm thứ sáu vừa rồi con Tesla này đi rất là mạnh nó gap and go nó gap từ 161 đồng anh chị thấy không cái nhìn bên cái time frame bên phải nè nó từ 161 đồng nó mở ra nó gap lên 164 và nó đi liên tục luôn đi nguyên một ngày luôn. Nó close on the high ở 170 đồng. Vậy con Tesla này sẽ có hai trường hợp xảy ra trong tuần này theo dự đoán. Một á là nó từ 170 đồng nó sẽ pull back từ xuống cỡ 166, 165 luôn. Để nó làm gì? Nó form một cái uh, high low nữa. Anh chưa thấy không? Cái cây này, cái cây signal để nó quay lại nè. Và nó đang form nè. Cái này cái low nè. Cái này cái high low. Nó có thể pull back một cái nữa. Cỡ 167, 166 để nó form một cái high một cái high low nữa để nó dùng sức nó đẩy lên tiếp 177. Và nếu mà tuần này nó pull back thì anh chị quýnh từ đây anh chị có thể sốt xuống cỡ 166, 167 Còn nếu mà nó vẫn còn có momentum nó đi luôn á Thì nó có thể hold 170 và nó có thể fill cái gap lên tới 177 trong tuần này Anh chị thấy con cái gap đấy không Cái đó là cái nhận định của em Nếu mà quýnh lên con Tesla Từ 170 maximum thì nó có thể fill cái gap tới 177 Và nếu mà quýnh xuống thì từ 170 nó có thể quay xuống cỡ 166, 165 Anh chị quýnh cẩn thận OK à, Cái con tiếp theo em muốn cover đó là con DKNG à, hay là con DraftKings cái DraftKings này nè DraftKings INC nè là giống như một cái app để mình betting sport betting á giống như mình chơi football này, hockey nè rồi basketball baseball nghĩa là cái 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 website để mình bet chơi, chơi cá độ đá banh á cái cá độ thể thao á okay. hôm bữa cái team con mua con này nè giá khoảng chừng 19 đồng mua cũng hai tháng này rồi swing đợi rất là lâu rồi con này dòng vòng 19 nó cứ pull back 17 nó quay lại 19 17 19 ok và bây giờ nó đã break được 21 anh chị nhìn nè cái 21 cái, cái cái resistance 21 đây nè nó đã đứng rất là lâu rồi nha hơn một năm nay nó chưa break được từ April 2022 tới bây giờ là April tới May luôn rồi là tháng tháng năm luôn nghĩa là hơn một năm một tháng rồi nó vẫn chưa break được 21 đồng anh thấy không cái dòng dòng 21 đồng nó bị reject 21 đồng bị reject 21 đồng bị reject nhưng trong tuần vừa rồi earning nó good nha nó earning nó không? anh chị thấy không nó đang earning nè nó đã chạy 16 17 phần trăm luôn 16 phần trăm mấy luôn và aftermarket nó vẫn chạy nè thấy không và nó đã break 21 đồng và bây giờ nó đang close trong vòng cỡ 25 đồng. Con này nói về weekly time frame là quá đẹp luôn. Anh chị nhìn on, on cái đó phải nè. 1 2 3 triple bottom luôn và nó đang ai để đổi trend. Anh thấy không? Up trend đẹp, pull back, break resistance. Con này nó đang nếu mà break 25 và nó sẽ tới rally lên tới 28 và 30 đồng. Và em vẫn chưa có uh, chưa có muốn bán con này ra. Cái swing em đã mua vào em đã lời rất rất nhiều rồi, 3 40% rồi. Em lời rất là nhiều con đi Genji. nhưng em vẫn muốn hold con này một thời gian nữa em nghĩ con này vẫn còn rất là nhiều space để nó chạy và map còn rất là đẹp nên em sẽ cho thêm hold con này tiếp, ok? Cái đó là nhận định của em vào con DNG. Next stop của con này là phải 30 đồng, em sẽ đợi nó tới 30 đồng, em coi nó sẽ đi như thế nào. Nếu mà reject mạnh thì em có thể bán ra, còn nếu mà nó hô hold, hold hay là nó pull back nhẹ nhẹ em sẽ vẫn keep holding con này. Cái đó là cái cách em đánh con DNG, ok? Alright, alright, cái con tiếp theo em coi vợ đó là con 4 hay là con 4 bán á ticker F cái con pho này hôm bữa nó có earning trong tuần vừa rồi luôn cái earning nó rất là good uh, sale tăng 20% phần trăm cái gì nó cũng tăng á in a bit earning bit uh, eps nó bit hết luôn nhưng mà sau earning nó không chạy nên em cho thêm mua vào giá khoảng chừng 11 đồng 70 cent hay sao đó ok và bây giờ em đang lời 3% trăm cái, cái cái swing của em rồi nhưng mà em vẫn có ý định hold con này thêm một thời gian nữa tại vì sao tại con này á earning nó đang good và nó đang đứng ngay support anh chị thấy không nhìn support nè quá trời support ở đây luôn thấy không lúc 11 rưỡi nè nó đứng support này rất là lâu rồi nha 11 rưỡi quá trời luôn 1 2 3 4 5 6 7 8 lần ở vòng vòng 11 rưỡi luôn nên em nghĩ con này nó vẫn có thể pop trong thời gian mấy tuần tiếp theo anh chị nhìn qua cái weekly time frame nè weekly nè anh sẽ thấy cái triangle này không càng ngày nó càng nhỏ lại và cái giá của nó hiện tại bây giờ nha vẫn nằm trên cái mức là like 200 EMA có nghĩa là sao là nó vẫn có thể keep cái uptrend nó nên cái con này em nghĩ trong vòng hai tuần tiếp theo nó có thể hù nếu mà nó hù 12 đồng nha, nó có thể pop lên 14 15 đồng. Cái đó là cái nhận định của em về con for That's the reason why em mua con for cho cái swing cho thêm ok. Anh chị nào muốn đánh những con này nhớ phải cẩn thận. Và vẫn thua vẫn phải cắt loss nha. Chỉ ăn thì hù, thua vẫn phải cắt loss. Trước khi em kết thúc video ngày hôm nay á em sẽ cho anh chị một cái sector để anh chị có thể trade trong tuần tiếp theo. Cái sector đang hot bữa giờ đó là cái regional bank là mấy cái bank nhỏ. Cái sector nó đang rất là hot rồi right nào vô dùng nó rất là nhiều có nghĩa là sao có nghĩa là một ngày nó biến động lên hai phần trăm xuống ba phần trăm lên hai phần trăm nên anh chị nào muốn trade thì cứ đè mấy con này ra quýnh cứ mua put mua call đó, anh chị mà mới biết đánh đó, phải canh đó nha à, bây giờ em sẽ đưa những cái ticker để anh chị có thể quýnh cho tuần tiếp theo nè mcb con này nó cũng đang biến động rất là mạnh nha con này là regional bank mcb nè rồi con uh, con war wal cũng là một cái ticker đang biến động rất là mạnh vẫn đang xuống lên xuống bốn phần trăm lên hai phần trăm thứ sáu vừa rồi đang up 50% ok vẫn chung sector regional bank tiếp theo đó là con giant bank ok con này cũng biến động rất là mạnh thứ sáu vừa rồi đang up 20% hôm bữa pre market nó đang down 25% nhưng mà nó quay lại luôn bây giờ nó up ngược lại 20% luôn nghĩa là nó biến động 3 bốn mỗi ngày luôn những con này á, anh chị đánh á, cứ đánh phải canh nha cứ nhảy vào short hay là long không cần biết cứ ăn năm mười phần trăm hay là mười mấy phần trăm là bắt đầu chạy ra thấy mà đi lên thì cũng lên thấy nó xuống thì cũng xuống cái đó là kết đánh những con regional bank này ok Và một con nữa đó là con BACW ok Con này đang up, wow, con này up tới 80 mấy phần trăm luôn Thứ sáu vừa rồi con này up lên 81.7% Và after market nó vẫn đi thêm 3% nữa Nghĩa là trong thứ sáu vừa rồi nó đi gần 85% Cái đó là những con đang hot trong tuần vừa rồi Mấy con regional bank Anh chị nào đánh nhớ cẩn thận Quýnh nhớ nhảy ra nhớ vào Good luck everybody à, Anh chị nào đang đánh swing trade hay là long term á anh chị thử drop một hai cái ticker một hai cái symbol nào vô cái comment dưới cái video này nè thử xem coi mình có cái 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 position nào giống nhau không hay là mình có uống con nào giống nhau không nhớ nhớ bấm vào drop vô comment ở dưới nha anh chị xem hết video ngày hôm nay nhớ bấm like và subscribe my channel and i see you guys on monday horn